và Catanian của Chim. Bên kia là Kataya, Pơ và cho Son. 4 chém dành cho các cầu thủ Thái Bình. Iamoto của game thủ No 1, Egip của Chip Boy và Miwan là của game thủ Hồng Anh. Rồi đây là trận thi đấu đầu tiên. Và chúng ta thấy là trên cái map này thì khả năng là có kẹp xăm góc 9 giờ. Khả năng thôi. No 1 là người cầm IA, Egip của Chip Boy. Vâng, map này tôi nhớ là hình như là có kẹp xăm góc 9 giờ. Hình như là vậy thôi. Nhưng hy vọng map này sẽ không có kẹp xăm để các game thủ chúng ta có thể đánh một cách thoải mái nhất. Đây là Catania của Chim. Với bài này thì Chim sẽ nắng sẽ là người dâng lờ chém cho game thủ cầm Miwan Hồng Anh đánh cung. Còn cánh kia thì No 1 vẫn sẽ đánh cánh của mình để cho Egip của Chip Boy đánh thẳng cung thôi. Một trận thi đấu đầu tiên và có đến 7 quân chém trên bản đồ. Nhưng bên mình là hai quân có thể đánh được cung. Còn bên kia thì Gunny là người cầm IA, là người duy nhất có thể đánh cung. Và đó sẽ là một bài mà game thủ Gunny cơ cấu nhà của mình đánh cung A. Hoặc anh sẽ đánh chém và chơi một bài là chém tích đồ nhảy 4. Một tình huống mà game thủ Chim Sẻ Nắng phi con sư tử và rất may cho anh là nó không giết dân. Khi mà đã có hai tình huống dân ngừng lại. Một bầy hiệu 4 dành cho Chim Sẻ Nắng và em đang lùa nó về rồi. Chắc chắn map này thì sẽ không có kẹp xăm 6 giờ rồi. Nếu như có khả năng kẹp xăm thì nó chỉ là 9 giờ thôi. Các bạn cứ yên tâm là như vậy. Một bài Catanian chỉ có một cây gỗ gần thôi. Còn hai cây gỗ kia thì nó lại vướng bầy hiêu. Thành ra là Chim không thể ăn được nó. Và phải sau khi mà đã lùa được bầy hiêu này về xong thì Chim bắt đầu mới ăn được hai cây gỗ đó thôi. Bây giờ thì bắt đầu lùa những con hiêu tiếp theo về. Vâng, tôi vẫn đang bình luận ở trên kênh đây. Các bạn nếu như mà ai có vấn đề về cái loa thì nên chỉnh lại. Bởi vì là tôi cũng đang mở một kênh test bên cạnh. Các bạn cứ yên tâm là như vậy. Nếu như có vấn đề gì các bạn hãy comment ở trên khung chat để tôi có thể chỉnh luôn. Ngày hôm qua là một ngày mà tất cả các kỹ thuật viên của MTV đã rất cố gắng để có thể kéo được mạng về hội trường để tiến hành quay tường thuật trực tiếp cho các bạn trên tất cả các kênh. Và đó cũng là một cố gắng của chúng tôi để phục vụ đến tất cả những người xem, những khán giả yêu mến của Game TV. Tham gia là 18/20 và Chim Sẻ Nắng đã có thêm một bãi quả phụ và một bầy hiêu. Bây giờ thì em đóng một chiếc FPS ở 5 phút 39 giây. Do gỗ là không quá gần, thành ra là Chim cũng đang có một bài mà đóng S không được sớm cho lắm. Các bạn hãy thông cảm một điều, bởi vì là hôm nay ngồi bình luận thì cạnh với cả hội trường, tiếng mic của người bình luận tại hội trường cũng lọt vào đây, cũng như là cả ba đơn vị đều ngồi cạnh đây để quay. Thành ra là chúng ta có thể nghe cả tiếng cờ bờm cạnh tôi cũng như là cả tiếng của Tuân Tiến Hải. Thậm chí là có thể là có thêm một số những cái tiếng của Chim Lợn ngồi bên cạnh. Đây là một bãi quả 5 dành cho cái thủ Chim Sẻ Nắng và một bãi hiêu 4 nữa. Hai hiêu 4, một quả 5. Một chiếc PS nhân đôi sẽ được Chim đóng ở đây để ăn bãi hiêu này. Chúng ta sẽ cùng quay lại với trận thi đấu này thôi. Vâng, Catanian của game thủ Chim Sẻ Nắng đang có một bài đánh 25 dân. Một bài mà Cata không lên sớm, nhưng mà đây sẽ là một bài đánh kiểu mà có ruộng ở nhà và khỏe. Tham lai 9% của Cata bên Tiểu Bạch Long. Như vậy là Tiểu Bạch Long là người dâng lờ rồi. 9% chỉ có bài dâng lờ thôi. Có lẽ là Tiểu Bạch Long sẽ là người nằm ở trong cánh ở bên kia, và anh là người dâng lờ lên. Đây là đo 1 cầm IA 23 dân và đang đóng nhà điều kiện. Đó là BB.
Một bài mà IA đang có vẻ như là rất khỏe đây. Ba voi về nhà, có bảy hiệu, có bãi quả. Chúng ta tạm thời chia tay chim và đến với đo một. Một bài IA lên rất sớm như này, cần phải xem sớm. Tôi sẽ đảo qua liên tục hai nhà đánh chém trước, còn những nhà đánh cung thì sẽ xem sau. Kích đời ở bao nhiêu đây? Vòng 10 phút 20 giây tròn. 2-3 dân của Yamoto no 1. Bên kia thì Tiểu Bạch Long cũng như là Tôm là người dâng lờ. Khi mà tôi đã nhìn thấy chỉ số phần trăm dò của các anh là rất cao. PS được đóng ra. Vâng, trước khi no 1 đẩy dò thì chúng ta sẽ cùng đảo qua một lượt. Đây là Kata của chim. Chim đánh lờ tại nhà. Thế thì no 1, thế thì Hồng Anh đánh gì? Hồng Anh đánh cung bo nhỏ. Một bài đánh kiểu câu đam. Còn đây là chip bo 27 dân. Khỏe đây. Quay lại với no 1 nào. IA của no 1 đang đẩy cửa giò và anh sẽ gặp ai? Hai mươi bốn trên 40 là tham lai của cầu thủ no 1 thời điểm này. Và bây giờ thì anh đang đẩy đây rồi, gặp nhà của Gunny. Như vậy là Yamoto người có thể đánh cung duy nhất bên kia lại nằm đầu cánh. Và khả năng là IA đã có hốc rồi. Đúng không? Khả năng là IA đã có hốc. Đây đúng là cái hốc của Gunny đây rồi. Một bài Yamoto đánh cung. Nổ và có vào không? Vào rồi. Rất hay con ngựa giò của Yamoto. Công giáp đầy đủ không đây? Công giáp đầy đủ dành cho ngựa giò. Một bài mà Gunny đã bo kiểu hốc như này mà bị ngựa giò công giáp lọt vào thì anh cực kỳ mất tay. Nhưng đây vẫn là một bài đánh chém của game thủ Gunny. Yamoto đánh chém. Có vẻ như đang có hơi chút giật lag, thành ra là con ngựa giò của game thủ no 1 đang điều hơi bị lỗi. Ăn được một dân nữa. Bây giờ con chém công giáp đẩy lên. Xin con giò khác luôn. Ở nhà của anh cũng đang bị Tiểu Bạch Long chọc. Còn đây là ekip của Chip Boy. Thế còn chim thì sao? Chim thì đang gặp nhà 18. Thế nhưng mà nhà của em thì đang bị Tôm chém. Chúng ta có thể thấy một bài mà Kata của chim bị Tôm dâng lờ lên và chém gần như là chết rồi. Vâng, rất đen cho em gặp bài Kata của Tôm. Tôm đang thi đấu thật sự là bay. Còn đây là Hồng Anh. Hồng Anh cũng rất yếu. Khi mà chim chết thì Chip Boy cần phải cẩn thận. Chip Boy cần phải chú ý cái đường từ nhà chim sang. Tham lai là 32 trên 40 thôi. Thế trận của Thái Bình đang ưu. Kata của chim còn 9 rồi, khổ cho em. Còn đây là No One. No One có 2P. Một bài đối đầu với 7 nhà, một đầu đối đầu với 4 chém bên kia thì việc đóng 2P là chuyện quá bình thường thôi. Kia lạc đà đến, vậy thôi. Làm hai con, được đi. Được nào. Được rồi. Và được tiếp con nữa dành cho game thủ No 1 Katanian của Tiểu Bạch Long. Như vậy bài này Yamoto của game thủ No 1 đang có một bài phải nói là cực tươi. Có thể cân được cánh này. Cân cánh và khỏe. Kia có chém đến. Vẫy tiếp. Được con nữa nào. Những con cung cờ này sẽ được những con cung của game thủ Chip Boy bảo kê. Chip Boy sẽ đứng đánh thủ cả cho Yamoto để có thể hai người cùng khỏe lên. Chim sẻ đã bị Tôm chém từ thời điểm sớm rồi, em đang rất khổ. Bây giờ thì chúng ta cùng xem Hồng Anh như thế nào rồi cơ. Hồng Anh là 36 đã có khung hà. Rất tốt rồi. Yamoto của No 1 đâu? Chúng ta quay lại với anh. IA. Đây là IA 30. Có một đạo chém và lạc đà để đi qua bản đồ. Thời gian gần đây thì No 1 đang thi đấu cực kỳ bay. Em đang hoàn thiện khả năng thi đấu của mình cả cung lẫn chém. Và dần dần trở thành một người đội trưởng mẫu mực của Game TV. Đây là dân của Tiểu Bạch Long. Và có bánh xe chưa? Vâng, Kata của Tiểu Bạch Long. Như vậy là Tiểu Bạch Long đã lên bánh xe. Một bài Tiểu Bạch Long đánh quá xuống tại nhà. Kìa, Tiểu Bạch Long đang không để ý dân kìa. Hay lắm, No 1 ơi. Vào đi. Không, Tiểu Bạch Long vẫn vẩy e cực kỳ nhanh. Các bạn có thể thấy là Tiểu Bạch Long đang chết rất nhiều dân trong ruộng nhưng mà anh không có tay để có thể chỉnh dân.
Tham Lai mình vẫn đang bị đè. Chúng ta có thể thấy khi mà chim sẻ đang đã chết khá sâu. Còn đây là Chip Boy tham 43/76. Tất tay đánh thủ rồi. Nhà của em vừa bị đục một tên từ game thủ Gunny và cả Tôm nữa. Các bạn có thể thấy là hai trẻ bên kia đang quần thảo nhà game thủ Chip Boy. Rất khổ. Còn đây là Miwan. Đến thời điểm mà Miwan bắt đầu phải đẩy những con cung A của mình đi rồi. Bung ra phát triển nâng công nghệ và đẩy quân. Chúng ta sẽ đến với hình máy của game thủ. Vâng, đến với ai đây? Không, xem đâu, Miwan trước. Năm mươi sáu trên 64. Hãy chú ý những con chém của game thủ vô thường kìa. Timeline của các game thủ Thái Bình đang giảm xuống. Có vẻ như là một bài mà đã bắt đầu bơm đồ cho Gunny chăng? Nhưng chúng ta cần phải xem đo một ở cái cánh bên kia. Đo một cánh kia em đang làm gì? Hồng Anh đã ăn được đạo sân của game thủ cầm cho son. Đó là game thủ Hoàng Phương Thường. Hoàng Phương Thường chính là cái máy bơm chính của bên kia. Cần phải thổi bay nhà này sớm. Còn đây là No One. No One tham 40. Cực kỳ bay. Đây rồi, dân là của Tôm đây rồi. IA của No One đang được bảo kê bởi những con cung đời ekip của game thủ Chip Boy. Hai game thủ của game TV đang đánh cực kỳ đồng đội kia. Dân của 18 kìa. Không, chém dân Tơ trước. Đúng rồi, chém dân của game thủ Tôm trước. Dân Tôm không chạy được. Còn dân của Vô Thường thì cứ chạy đi. Tí mình chém sau. Kìa con phù thủy kìa. Tôm giấu phù thủy là cực hay. Hồng Anh đã đẩy cung đến. Và chúng ta xem màn hình máy của Hồng Anh. Đây là Hồng Anh, timeline 75/80. Những con cung AB1 đã có tầm xa 4 và giáp 2. Bây giờ dồn toàn lực đẩy Gunny thôi. Gunny là người đã bắt đầu được kích 4 rồi. Khả năng rất cao thời điểm này Gunny đã được bơm đồ để kích 4. Khi mà Vô Thường từ đầu đến giờ anh không đẩy chém đi và chỉ đứng thủ sắp ruộng ra bơm đồ. Đây là dân của Vô Thường này rất nhiều. Tiểu Bạch Long cũng đánh thủ. Nhưng đây chỉ là lạc đà thôi. Lạc đà gặp cung A thì là cực kỳ kỹ. Các bạn hãy chờ tôi một chút để tôi chỉnh lại. Cái máy nó đang hơi bị giật lag một chút. Bây giờ là tất cả bốn game thủ bên phía của Game TV đang đẩy sang nhà Gunny. Gunny đã lên 4 rồi thì phải. Chúng ta thấy là lượng chém của Gunny vẫn đang rất là đông. Egip bỏ nhà dồn hết quân sang. Đúng rồi, như vậy là IA đã lên 4. Tìm những cái nhà BA của game thủ Gunny đi. Tìm BA của Gunny. Và sau đó thì quản dân. Quản vàng của Gunny. Bãi vàng trên góc 12 giờ kìa. Tất tay dân hiên hoang thôi, không cần giữ nhà. Thời điểm này ekip không cần giữ nhà. Mi Hoan chắc nhà thời điểm này là được rồi. Ekip chỉ cần mang quân đi và bắn những dân của bắn quân bên kia thôi. Mi Hoan. Vâng, Mi Hoan cũng đang dồn lên. Mi Hoan cũng kích 4. Các bạn có thể thấy. Còn đây là chim 11 kệ em. Còn đây là Chip Boy. Chip Boy tham là 47/100. Cùng với ekip chưa có đổ máu. Các bạn có thể thấy là những con vâng hot của Yamato nó đã có lửa rồi. Hồng Anh tên vừa rồi đã nghĩa ra em cần phải đẩy thẳng lên đây luôn. Nhưng em lại lùi cung A về. Thành ra là một thế trận lại đánh đầy 4. Đánh đầy 4 với cả Yamato thì thực sự là một nỗi ác mộng. Khi mà Yamato là một loại quân bật tham cực kinh khủng. 37/68 tham lai của Chip Boy đang giảm xuống. Khi mà những con cung R đối đầu với cả những con hot và chém. Bây giờ thì Hồng Anh đâu? Em đứng thủ hay là gì? Vâng, đứng thủ và lên 4. Có lẽ là một cần với một tên mà dâng A và đẩy cung liên cùng với cả Chip Boy thì hay hơn. Chiến thuật đề ra của MTV trong trận thi đấu này là hơi bị vâng sai lầm một chút. Thế nhưng mà không sao, đời 4 mình có cung A Mi Hoan, có pháo to thì Yamato sẽ không thể làm gì được. Đánh đời 4 mình vẫn lợi hơn, không vấn đề gì cả.
Thời điểm này thì Chipboy cần phải chạy hết dân về nhà của game thủ Miwan và hồi lại tham. Chạy tất cả dân về đây để hồi lại tham và lên thẳng 4. Không cần phải sóc quân nữa. Egip lên 4 đánh ngựa đôi kẹp với cả cung Miwan là ok thôi. Tham Lai mặc dù bên kia lên 4 thế nhưng mà mình vẫn đang đẻ. Đẻ mạnh luôn. Chim sẻ tham 16 đang hồi lại tham. IA tham 60. Chúng ta có thể thấy là IA của game thủ nó 1 vẫn đang cực kỳ khỏe. Tất tay bơm đồ cho Chipboy lên 4 thôi. IA không cần phải nhảy 4 làm gì cả. Miwan đánh thủ cho Egip lên 4. Còn IA sóc chém đi quả bản đồ. Lên 4 sau. Không cần phải nó 1 chưa phải là người ưu tiên lên 4. Đây là Egip. Chạy đã bắt đầu chạy dân về nhà của Miwan hồi dân lên 4 rồi. Em chỉ việc sóc dân và lên 4 thôi. Việc quả bản đồ cứ để chim và nó 1 lo. Còn Hồng Anh. Hồng Anh trang 120. Lên pháo to và đứng cũng lửa ở nhà. Tắt tay thủ đi. Đáng nâng cấp pháo to lại bỏ đi. Hơi đen. Tham Lai 114/140. Chúng ta sẽ quay lại màn hình máy của nó một chút. Đây là nó một Tham Lai 58/72. Hot Yamoto sẽ đẩy sang nhà em. Và Hot Yamoto nó sẽ ưu tiên đánh nhà này. Chứ bây giờ nó chả điên gì mà đâm đầu vào nhà Miwan cả. Khi mà Miwan đã có pháo to và cung hoa lửa. Đúng như những gì mà vòng chiến thuật đề ra thì nó một đang bắt đầu sóc trâu chém và đi quả bản đồ. Còn bơm đồ cho Egip của Chipboy nhảy thẳng 4. Đây là Chipboy 37 dân, không khoảng tầm 30 dân thôi. Còn khoảng 7 con cung hờ chỗ này. Tất tay hồi dân thôi, quay lại với ông Anh. 120/136 là Tham Lai của ông Anh. Tham Lai bên kia đang nở ra khi mà Yamoto bắt đầu đang đẻ đấy những con hot của mình. Giải pháo ra đứng cùng cung A. Đúng rồi. Cùng A giáp 6 đi em. Cứ đánh chuẩn bài trận này là thắng thôi, không phải vội vàng gì cả. Bảo kê tất tay cho Egip có thể nhảy được 4 và lên được ngựa đôi. Lúc đó thì Miwan sẽ không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần sóc ruộng ra bơm đồ đồng đội. Việc đẩy quân thời điểm này cũng không cần phải, em cũng không cần phải vội vàng làm gì cả. Đây là nó 1, chúng ta quay lại nó 1 khi em đang bị hot đẩy. Tham Lai là 46/72. Ôm tất tay dân và quân để có thể lùi về. Tham Lai mình vừa bị đè lại một tơn khi mà nó một mất tham. Còn đây là game thủ Chipboy. Em đang mang những con dân con cung của mình đi để có thể vâng quản được nhà của game thủ Tiểu Bạch Long. Vậy ê. Vâng, những pha vậy ê. Đây là dân của Tiểu Bạch Long. Nhưng có hot của Gandhi, hãy chú ý. Vâng, Tiểu Bạch Long bây giờ anh cũng tập tành vẩy e. Nhưng những pha vẩy e này chính nó chỉ mang tính chất minh họa thôi. Trận thi đấu này Tôm cũng như là Gandhi đang thi đấu rất hay. Tiểu Bạch Long đã làm quá tốt những nhiệm vụ của mình trên thềm đầu. Và bây giờ thì anh vẫn đang đứng bảo kê tất tay cho nhà của game thủ IA cũng như là hồi lại dân. Đây là cung A Miwan. Hồng Anh bắt đầu đang di chuyển quân của mình. Rõ ràng khi không đẩy được nhà của game thủ Catanian thì lúc đó Miwan phải đẩy lên. Chứ để cho Kata lên 4 đánh voi kẹp với cả hot thì cũng mệt lắm. Đây rồi, cung A lửa, kẹp pháo to. Các bạn có thể thấy là còn có những con pháo to thì nó khác biệt như thế nào. Và dân, những con dân của Tôm thì không thể hồi lại được. Vì dân của Tôm là dân không bánh xe. Và hot gặp pháo to với cung A thì không có cửa luôn. IA của Gunny liệu có đủ đồ để có lên được hot thần không? Nếu IA không lên hot thần thì không thể chống lại được sức mạnh của pháo to cũng như là cung A lửa Miwan. Tham Lai mình vẫn đang bắt đầu có dấu hiệu nhích lên. Đang bắt đầu nhích lại rồi. Rất lâu rồi tôi không bình luận cho Game TV. Và ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng dồn toàn tâm sức của mình để có thể cùng bay với các game thủ của chúng ta. Nhất là chim sẻ nắng. Vâng, đã từ rất lâu rồi thì không bình luận cho em. Và lần quay trở lại bình luận cho chim này thì hy vọng nó sẽ giúp cho
vâng, các khán giả được hài lòng. 160 trên 164 là timeline của Mỹ Hoàng. Và em cần dâng cả dân lên, đóng cả BA trên những con dốc này để có thể án ngữ những bãi vàng. Không nên đẩy cung A lẻ tẻ như này. Dâng dân lên Hồng Anh. Các cầu thủ hôm nay tất cả đều bị nhốt hết vào một cái phòng riêng. Vâng, bảo nhốt thì nó hơi quá, nhưng có lẽ là nên nói là để vâng cách ly các cầu thủ với cả bên ngoài. Thành ra là chim lợn bây giờ không có quyền để có thể vào trong đó. Hồng Anh đang chấp dốc một game thủ trẻ và em đang thể hiện một phong cách đánh phải nói là vâng cái kiểu là rất ngông, cực ngông, chấp dốc đối thủ. Dâng dân lên và đóng BA trên này luôn em ơi. Và Tiểu Long đi sai rồi, 1-0 cho Game TV trong trận thi đấu đầu tiên. Mặc dù chia sẻ nắng đã bị tôm chém phít từ sớm, thế nhưng mà các ba game thủ còn lại đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình. Yamoto của nó một trận thi đấu này đang thể hiện một phong độ cực kỳ chói sáng.